quay lại thôi. Quá lạc miết, lạc riết sợ luôn, đi lạc riết đi lạc đường riết là mình không có sợ đi lạc đường nữa, chứ không phải là riết sợ gì ra đó. Đường xá ra nè, đó, ngay đây là có bến đò. Đây, ở đây là nó chỉ để là trời, cái biển này đâu có thấy đường đâu, nó chỉ có cái biển này là để bến đò. Thôi thôi à. Rồi, đó, có một chiếc xe chạy lại bến đò. Giờ mình đi ngược lại, hồi nãy đi đi qua chỗ này rồi mà cầu Nhuận Trạch, vừa qua cầu Nhuận Trạch này là có bến đò. Quá kinh khủng, một ngày trải nghiệm lạc đường không biết bao nhiêu phận. Giờ đi ra tiếp. Thì mình chạy lại đó, cứ vậy mình đi tiếp, cứ lạc rồi đi, đi rồi lạc, đi biết là hết lạc thôi, tại vì đâu còn đường nào nữa đâu mà không chạy đâu, không biết. Đây, nghe cái ngã ba hồi nãy, nhưng mà cái ngã ba này là nó khác rồi. Ngã ba này khác rồi đó, này là hồi nãy mình trển mình chạy xuống nè, giờ mình chạy đi con đường này nè. Nãy nói là con đường này bên kia mà không phải. Ngày nay chở cho các bạn đi một ngày khủng khiếp. Thanh Sơn đến nhà ông Năm Đức, công trình lộ Thanh Sơn rồi xong luôn, con lộ này đang làm luôn. Trời ơi, quá kinh khủng. Trời ơi, con chó này nó cản đường mình luôn. Kinh khủng, kinh khủng, kinh khủng. Làm sao để vượt qua đây, vượt qua đây. Wow, wow, wow. Trời ơi, nay đi rồi kêu bằng mình cạn đường rừng luôn á, dữ chưa? Quá dữ, quá dữ, khủng khiếp, khủng khiếp. Chơi luôn, đường luôn, càng luôn. Quá đó, quá luôn. Quá trơn. Ngày nay là một ngày khủng khiếp, chở cho các bạn đi hoàng lên rừng xuống biển luôn.
chưa? Lỡ rồi, lỡ cạn rồi, lỡ cạn rồi, bây giờ cạn luôn chứ biết sao giờ. Chung lẽ giờ tới đây ngưng. Đang làm, lỗ đang làm. Đó, vườn dừa. Đó, ngừng lại cho các bạn xem vườn dừa nha. Đó, mệt quá. Đó, vườn dừa. Tiếp tục, tiếp tục. Càng quá luôn. Đó, đó. Quá trời. Quá. Học rớt. Chơi off road luôn, quá khủng khiếp, khủng khiếp, quá còn một cuộn chuối chín luôn, ôi được kinh khủng. Lâu lâu chơi bữa tới chỉ luôn, quá dữ luôn. À, hình như thoát nạn rồi thì phải. Quá dữ, quá dữ. Hình như thoát nạn rồi. Tới à, tới. Ây da. Đây là trường tiểu học Cẩm Sơn 1. Đó, mình ra ngay cái trường tiểu học Cẩm Sơn 1. Trời ơi, nhạc quýnh quá trời. Rồi, cái đây nè. Ngay cái đường đó đó mới đúng. Ngay cái đường đó mới là đúng cái con đường hồi nãy mình đứng cái đầu ở bên kia. Trời đất mẹ ơi. Rồi giờ thoát nạn rồi đó, giờ ra được con đường láng rồi. Ôi ôi nhẹ nhõm. Cái giáp cái đầu đó là nó mới giáp vô cái khúc hồi nãy cái cầu gì á. Đứng mình đi không được, đánh nãy giờ chạy cà vòng mới ra đó, hú hồn. Rồi thôi lên được lộ láng mừng hết sức, đi đường có láng, có dễ có khó. Ê vừa không la. Rồi, qua cầu gì đây? Cầu gì đây? Cầu gì đây? Cầu này bự nha. Cầu Rạch Vinh. Đó. Đây, mình sẽ qua cầu Rạch Vinh nha. Trời ơi, tôi thui luôn, không thấy gì. Cầu Rạch Vinh. 45m8. Rộng này được 3 mét mấy. Giờ này nước cạn rồi nè. Đó, dưới sông nước cạn đó. Dưới lòng sông. Đây có cây vú sữa, cây bần. Tối quá không thấy, ngược nắng quá. Rồi đi tiếp. Ồ, đây có cái ngã ba mới làm. Dừa các bạn ơi, dừa quá trời vườn dừa luôn. Đó, đẹp không, đẹp không. Đó, con đường vô vườn dừa. Tiếp tục. Dừa. Mà hơi dừa nè. Khủng khiếp, quá trời dừa luôn. Ngay bên dừa chó nằm ra đường, nó nằm trong nhà, nó nằm ra đường, nó nằm
dừa, dừa còn đây là lò dừa, đây là qua lò dừa nha, một cái lò dừa. Đó, ra đây tới cái gì đây, một cái ngã ba nữa hay gì đây. Cái ngã tư. Wow, trời ơi, đây là cái vật liệu xây dựng, trang trí nội thất quá trời vậy. Wow, giờ đi đường nào ta, lớn quá trời vậy. Đường này đi, đường này lộ ngon nè. Đó, giờ đi đường này. Đến. Đó, dừa nè, không? Dừa. Dừa. Đó, dừa quá trời luôn. Quẹo tay phải, quẹo lên. Dừa khủng khiếp, thua gì dòng trôm đâu, thua gì dòng trôm mà đi mà cài. Dừa, dừa mà cài quá trời luôn. Mọi khói khủng khiếp không hả? Tiếp dừng dừa không, kinh khủng luôn, quá trời luôn hả. Thôi cho các bạn xin dừng dừa nha. Đó, bao la khủng khiếp, tiếp tục lên đường. Tới đây. Quẹo đường này. Đi lên. Dừa chưa? Bây giờ thậm chí mình đi xong rồi có thể là không nhớ nổi mấy con đường mình chạy luôn. Đi có nước mà chạy kêu là gì ta? Chạy đi giống như con đường mà sớm đi vô á, thì qua mai. Còn bây giờ biểu giờ quẹo đâu ta, quẹo đây hả, đi mà biểu đi ngược trở lại là không biết đường luôn á. Đây qua cái cống cái cầu gì đây nữa nè. Cứu
việc chạy thôi. Xua đỏ, quá trời xua đỏ. Đây là cầu, cầu này là cầu Châu. Cầu này là cầu Châu, cầu tên lạ ghê không, cầu Châu. Cái đây là loại dừa, một cái loại dừa rất là lớn đó, cầu Châu đó, loại dừa đó. Giờ mình tạm ngưng ở đây coi, xem bản đồ coi nó dẫn đi đâu cái đã. Giờ bye bye.